Đây các bạn, đây là trái xấu trên cây luôn. Mình tèo trú anh đọt hái nè, trái nhiều lắm, bạn thấy không? Đây, nhưng mà giờ chỉ quay thôi chứ không thể nào mà hái được nha. Tại vì bây giờ đang một tay cầm điện thoại, một tay phải vịn ở vị trí này rất là cao luôn, lên tới anh đọt luôn rồi nè. Đó, vị trí cao nhất. Đây, kia là cái đường. Đèo đây thấy toàn cảnh luôn các bạn. Này, cận cảnh là cái trái xấu ở trên cây nè, thấy chưa? Đây mọi người, vừa chẻ xong mình bỏ vô cái nước mắm tươi mình trộn lên. Đây, nhìn hấp dẫn quá. Mình lấy một cái bỏ vô miệng. Nó đã. Gì đâu á. Ngon. Ngon. Bánh đã gì đâu á. Má ăn để cho giờ nhờ chứ thì chả biết miếng này chịu nổi không. Nó thèm chân. Tất cả các bạn, hôm nay cả gia đình mình sẽ tiếp tục làm một cái clip là đi xuống nhà Út các bạn. Như những clip trước mình có nói là nhà Út có một cái cây xấu, cái trái chín. Hôm nay mình xuống mình sẽ hái cái cây xấu, cái trái xấu này ăn thử coi cảm giác như thế nào. Đây là gia đình của mình nè, con cái rượu. Đây con cái rượu lên tay lên chào tất cả mọi người coi. Cái rượu hết này nghe coi. Đây là con đường cũ các bạn, đường từ nhà mình xuống nhà của Út. Con đường mòn nhỏ. Cây xấu này thì nó là thuộc dạng cái rừng các bạn ơi. Hồi trước nhà mình có một cây rất là lớn luôn, phải hai người ôm mới hết á. Nhưng mà do cái thân cây này nó giòn các bạn, mùa mưa thì gãy nhánh. Mà cây xấu nhà mình hồi lúc trước thì trồng gần nhà quá nên là nó ngã vô nhà nên là buộc phải cưa đi. Cưa đi nay cũng mấy năm rồi, giờ còn cái gốc bự lắm, nó chưa mục hết nữa. Giờ lâu quá là không ăn lại cây xấu. Thấy nhà Út còn cây nè, có trái, nhà mình xuống thế nè. Mấy người chỗ các bạn tìm cái gì, còn mình đây tên là cây xấu. Chỗ như người ta kêu một trái một cục rừng vì nó bên trong nó giống đến một cục các bạn, có cái muối giống đến một cục nhưng mà nó không cơm nhiều đâu, nó chua lắm, ngọt nhiều. Giờ xuống nhận múc hái trái nè, thử là cảm giác làm sao. Múc tứ cỏ cho hai mấy trái xấu múc ư. Ê tới cái xấu rồi. Tình hình là nó cao quá, không biết hái bằng cách nào. Có bắt hẳn sẵn cái hang luôn à. Đây, quá được cao luôn, không biết hái bằng cách nào đây. Cách trèo lên được. Có trái mà thấy ít quá. Nó chín ít quá. Có sẵn cái thang này phải trèo lên mới hái được. Muốn hái đi xấu phải trèo lên thang các bạn ạ. Trèo lên thang. Đây các bạn ơi, nãy giờ mình trèo là lên tới lên cái đọt xấu rồi, cao lắm. Mà ở trên đây thì trái nó cũng chưa chín nhiều, trái nhiều lắm nhưng mà chưa chín nhiều. Giờ mình ngồi lên cái cây này rất là cao nè. Đây, ngồi ở một cái vị trí không có được thoải mái cho lắm. Đó, cao lắm. Một tay phải vịn, một tay quay. Cao lắm. Giờ không biết làm sao để hái cái trái này đây. Chứ là phải phải tắt điện thoại mới hái được các bạn ơi. Chứ giờ là vừa hái vừa quay là không thể nào hái được. Cây này cao lắm. Trái nhiều ghê luôn.
chưa chín nhiều này, nó chín nhiều là nó vàng sậm lại các bạn, nó vàng sậm sậm lại. Còn cái này nó mới hơi dần vàng, chắc là ăn chua lắm. Bây giờ mình tắt điện thoại đi, mình hái xuống ăn, quay cho các bạn coi cái trái này như thế nào. Đây, ở đây, đây bây giờ cao quá mà gió thổi rất nhiều, rất là cao luôn. Ông Út ngồi tuốt dưới kìa. Đó, thấy không, cao lắm luôn. Giờ lên đây cúm luôn, hết hái được rồi. Bây giờ tạm ngưng điện thoại đi, tắt máy đi, mình hái xong rồi mình xuống. Sau một hồi mình hái được một bịch luôn, nhưng mà bây giờ còn đến cây chưa xuống được. Xách cái bịch xấu này vừa trèo xuống khó khăn quá. Bây giờ đang đứng ở cái vị trí này, vị trí này nó có cái chỗ đứng được nên là tạm thời nghỉ mệt đây chút xíu, nghỉ mệt xíu rồi mới xuống được. Nguy hiểm quá, ở trên đây cao quá, lâu lắm rồi mới trèo cây, nay trèo cây cảm giác nó hơi bị mệt. Bây giờ mình xuống các bạn ơi. Đây, đây là trên cây sấu, trèo cây sấu mà thở mệt, thở không thở các bạn ơi. Giờ chuẩn bị xuống rồi. Nè, còn nhiều trái lắm nhưng mà không biết sao hái được các bạn. Nhìn cái xanh xanh này, nhiều lắm. Cái này chắc ăn chua lắm, nó chưa đến không các bạn, chín sậm hơn chút nữa em nó được. Thôi giờ mình đi xuống các bạn. Ờ, đúng rồi, xuống đây. Từ từ đó, thành công mới xuống được coi. Hàng tiên đây, xấu các bạn. Đây các bạn, là trái xấu. Trái xấu rất là đặc biệt nha. Trái bự, lấy trái bự lên đi. Bây giờ đây ăn trái xấu này là mình phải bự hơn cái mỏ mình luôn. Cắt ra, ra bên trong nó giống như cái măng cục vậy đó. Nè, đây làm thêm một cái mắm siêu cay nữa. Măng cục thèm quá, chua thèm quá, ăn ngon thì mình lạng thêm một miếng vỏ vậy nè. Cái gì, cái xấu đó con, cái xấu con cậu nè đó. Để ăn ngon là mình phải ăn kiểu này. Ê, tao bọc lá vô đó vậy nè. Đi, đọt thêm trái nữa, gọt theo cái vỏ vậy thôi. Ăn ok chút xíu rồi cái vỏ. Chứ mà ăn cái hộp nó không, hộp không mà có cơm nhiều. Chua không? Ngon. Lâu lắm rồi mới ăn lại trái này á. Mời các bạn nha. Này là trèo lên tận cây hái luôn các bạn. Gian nè, ăn được cái xấu này, cây này cao quá. Trèo cây xấu xuống đổ mồ hôi luôn. Rồi, mình cảm mọi người nha, thử cái trái xấu này coi. Không chua lắm, ngọt. Ăn mắm đường mà sao chua được. Cái hộp này á, tốt nhất nên nhả ra đi. Nuốt cũng được mà nuốt hơi nguy hiểm á. Này, mình phải chẻ gọt sơ cái vỏ vậy nè, mới có cái để ăn chứ mà ăn cái hộp không rồi, không có gì để ăn hết á. Gọt sâu sâu chút. Gọi dễ chát lắm. Ngon thiệt đó ta. Đâu mới ăn cái này. Ăn cái nước mắm đường nó mới hợp lý. Ê, chân chưa ra khỏi ăn rồi. Trọt thêm vô chát lắm. Bỏ thêm vỏ thôi. Ở đây gần đường lẩu sẽ chạy qua chạy lại ồn quá.
cái đêm mày nhẹ nó yên tĩnh. Ăn mấy món nào ngọt cái ăn từ đựng chua là kỳ ha. Thêm miếng ớt vô cho nó cay. Xài không? Con ấy là không biết ăn đâu. Chua à? Chua. Giờ tự nhiên nghe chua thì sao? Thấm à? Ớt nhiều quá, hơi cay. Cái vỏ ngọt thâu thâu, ít quá ăn chát. Đây mọi người, vừa chẻ xong mình bỏ vô cái nước mắm đường trộn lên. Ê, nhìn hấp dẫn quá. Mình lấy một cái bỏ vô miệng. Mà nó đã. Nó đã gì đâu á. Nó thèm chân. Hết chứ nó mắm đường luôn à. Đúng như này ba chút cho miếng ra. Chút cho miếng ba. Thèm con gái thèm kìa. Giờ đút kiểu hả? Có gì đút lấy cái dao cắt. Cầm lên đây cho nó cắn. Cầm lên đó thôi. Không cắn đâu. Mình rất không có dao các bạn ơi. Hết chứ nó mắm đường rồi. Ở mấy bài xin chào tạm biệt các bạn ơi, nắng tới rồi. Giờ mình cũng đi về, nắng tới rồi mấy bạn. Mấy bạn hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha. Nhớ like và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nè. Bye bye.